Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích về phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin được kính chúc quý vị luôn bình an, may mắn, phát tài, phát lộc. Tuổi Thân thì ngay thẳng, sống thiện lương, cầu toàn dứt khoát, nặng yêu thương. Có trăm con nghiêng khắc, lo che chở, giúp bạn chân thành, tỏ vững cương. Quý vị thân mến, người tuổi Thân khi mà làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn, họ có thể đảm nhận nhiều vai trò vị trí khác nhau và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Tuổi Thân thì thường là những người có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn với đám đông và cộng đồng. Chính vì thế mà mọi lời nói hành động của họ đều được người khác tán thưởng và hưởng ứng. Những người cầm tinh con khỉ cũng có nhiều ước mơ hoài bão cao cả và luôn phấn đấu nỗ lực để đạt được quyền địa vị vững chắc trong cuộc sống. Họ nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng nên thường được nhiều người ngưỡng mộ và kính nể. Tuy nhiên, liệu có phải bất kỳ nữ mệnh tuổi Canh Thân nào cũng sở hữu những khí chất tuyệt vời như vậy hay không? Và dưới sự ảnh hưởng tác động mạnh mẽ của ngũ hành cùng với mệnh khi mà nữ tuổi Canh Thân ở các mặt khác nhau sẽ có sự khác biệt như thế nào? Hãy cùng Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Về cuộc sống, theo luận đoán tử vi chọn đời cho rằng tuổi Canh Thân nữ mệnh tốt về số mạng cũng như là về vấn đề tài lộc, tiền vận được đẹp và trung vận có lao đao đôi tốt, hậu vận mới được an nhàn. Tuổi Canh Thân hưởng thọ trung bình từ 58 cho đến 66 tuổi là mức tối đa, nếu ăn ở phúc đức có thể gia tăng thêm được thiên niên kỷ. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh sự nghiệp tài lộc, những gia chủ tuổi Canh Thân nên mang bên mình pháp khí phong thủy, được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh tài lộc hiệu quả, giúp cho các gia chủ chốc thời cơ, nắm cơ hội thành công. Minh Quang Pháp Bảo là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đào hoa tình duyên tài lộc hiệu quả cho các gia chủ tuổi Canh Thân. Về tình duyên của tuổi Canh Thân nữ mạng chia ra làm 3 trường hợp sau đây. Nếu sinh vào các tháng sau đây, cuộc đời phải có 3 lần đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Đó là nếu bạn sinh vào tháng 3, 7 và 12 âm lịch. Nếu sinh vào những tháng này thì cuộc đời của bạn sẽ có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Đó là nếu bạn sinh vào những tháng 4, 5, 8 và 11 âm lịch. Còn nếu bạn sinh vào những tháng này, cuộc đời sẽ hoàn toàn hạnh phúc và không có chuyện bị thay đổi về vấn đề tình duyên. Đó là nếu bạn sinh vào những tháng 1, 2, 6, 9 và 10 âm lịch. Trên đây là những diễn biến của tuổi về vấn đề tình duyên hạnh phúc qua tháng sinh của bạn. Bạn nên nhớ tháng sinh của mình nếu có một trong những trường hợp kể trên, đó là mạng số của bạn. Gia đạo công danh. Về vấn đề gia đạo công danh của bạn thì có phần rối rắm, tiền vận, trung vận êm ái và hậu vận thì mới được yên vui. Công danh chỉ ở vào mức độ bình thường mà thôi, sự nghiệp vững chắc với thời trung vận trở đi, tiền tài thì có nhiều kết quả tốt đẹp. Trong thời trung vận thì có nhiều tốt đẹp và thành công lớn về vấn đề này. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh đó là nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên buông thả quá chán. Đồng thời, để công việc thành công may mắn, kích công danh tài lộc tình duyên, các gia chủ cần phải sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm nếu mang bên mình sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp cho gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Những tuổi hợp làm ăn. Sau đây sẽ là những tuổi hợp cho sự làm ăn của bạn. Cần làm ăn hay là bất kỳ vấn đề nào cũng có thể hợp tác hay cộng tác với những tuổi này. Nhâm Tuất, Ất Sửu, Mậu Thìn. Những tuổi này là những tuổi hợp với làm ăn của bạn, nên hợp tác cho mọi vấn đề giao dịch hay giao thương sẽ rất có lợi. Lựa chọn vợ chồng. Về vấn đề hôn nhân và hạnh phúc thì nếu bạn kết duyên với những tuổi này thì cuộc đời của bạn sẽ được sống trong quyền cao quyền quý, đó là các tuổi Nhâm Tuất, Ất Sửu, Mậu Thìn, Kỷ Mùi. Nếu kết hôn với tuổi Nhâm Tuất và Ất Sửu, cuộc đời bạn lên cao và cuộc sống giàu sang phú quý. Với tuổi Mậu Thìn và Kỷ Mùi, cuộc sống được đầy đủ hạnh phúc và có phần sung túc vô cùng.
Nếu bạn kết hôn với những tuổi này, cuộc sống có thể chỉ tạm ở một mức cuộc sống trung bình mà thôi. Đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi Tân Dậu, Đinh Mão. Hai tuổi này chỉ hợp với tuổi bạn về tình duyên mà lại không hợp về đường tài lộc, nên chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi. Nếu kết hôn với những tuổi này thì đời sống của bạn có thể bị nghèo khổ và làm ăn rất khó khăn. Đó là bạn kết hôn vào các tuổi Nhâm Tuất, Giáp Tý, Kỷ Tỵ, Mậu Ngọ, Giáp Dần. Những tuổi này thì không những không hợp với tuổi của bạn về đường tình duyên mà lại càng không hợp cả về đường tài lộc. Nên nếu có thể, bạn phải sống một cuộc sống nghèo khổ mà thôi. Ở vào tuổi này thì kỵ kết hôn, nếu kết hôn gặp phải cảnh xa vắng hay là đau buồn về việc chồng, đó là bạn ở vào số tuổi 20, 24, 30, 32, 34 và 40 tuổi. Sinh vào những tháng này thì bạn sẽ có nhiều chồng vì có số đa phu, đó là nếu bạn sinh vào những tháng 4, 5, 8 và 10 âm lịch. Các chuyên gia phong thủy đưa ra lời khuyên cho bản mệnh là nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc không cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công may mắn, kích công danh tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm nếu mang bên mình sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Những tuổi đại kỵ. Sau đây là những tuổi đại kỵ. Nếu bạn kết hôn hay làm ăn, sẽ gặp cảnh biệt ly hay là tuyệt mạng giữa cuộc đời. Đó là các tuổi Canh Thân, Quý Hợi, Nhâm Thân, Ất Hợi, Mậu Dần, Giáp Dần. Vấn đề gặp với tuổi đại kỵ thì tuổi nào cũng cần phải để ý và làm những công việc như dưới đây để tránh việc xung khắc có thể gây nên nhiều chuyện rắc rối khó khăn cho cuộc đời. Có 3 trường hợp mà gặp tuổi đại kỵ bạn cần phải lưu ý. Trường hợp thứ nhất đó là gặp tuổi đại kỵ về hôn nhân. Trong việc hôn nhân, nếu hai bên đã lỡ dở thương yêu nhau và quyết định cùng nhau lập gia đình, nhưng tuổi lại kỵ thì tốt hơn hết, thì hãy âm thầm ăn ở với nhau, tránh việc làm lễ hiệp hôn hoặc là ra mắt bà con họ hàng thân thuộc một cách linh đình. Có như vậy mới có thể ăn ở với nhau được trọn đời và không sợ đứt gánh giữa đường hoặc là gặp những chuyện trắc trở tan vỡ bất ngờ. Trường hợp thứ hai đó là gặp tuổi kỵ về việc giao dịch làm ăn. Trong vấn đề giao dịch làm ăn, nếu gặp phải những người có tuổi kỵ không hợp với tuổi của bạn thì nên tránh, không nên hùn hợp, hợp tác làm những công việc có tính lâu bền và tránh những chuyện làm ăn lớn, tránh giao dịch nhiều vấn đề tiền bạc để khỏi bị thua lỗ hay là thất bại. Trường hợp thứ ba đó là gặp tuổi kỵ trong gia đình thân thuộc. Nếu trong gia đình thân tộc mà có người kỵ với tuổi của bạn thì nếu có thể được thì hãy tránh ở gần nhau, nên nhường nhịn nhau để tránh việc khắc khẩu. Hàng năm phải coi sao dài hạn của mỗi người, mỗi tuổi mà cúng sao để dài hạn thì sẽ được yên ổn. Những năm khó khăn nhất. Tử vi của 12 con giáp cho rằng tuổi Canh Thân nữ mạng qua những năm khó khăn nhất đó là những năm ở vào số tuổi 30, 34, 38 và 42. Những diễn biến từng năm. Từ 18 cho đến 22 tuổi, năm 18 tuổi, bạn sẽ gặp một tai nạn rất nặng, đó là số của bạn, chỉ trừ trường hợp nếu gia đình có âm đức đặc biệt thì mới có thể thoát qua khỏi. Năm 19 và 20 tuổi sẽ gặp được hai dịp may mắn bất ngờ vào mùa xuân. Năm 21 tuổi, tình yêu đến với bạn một cách bỡ ngỡ, đẹp đến nỗi bạn không tin nổi rằng đó là Thượng Đế đã đền bù cho bạn. Bạn có thể lập gia đình vào năm 22 tuổi và có được hạnh phúc tuyệt vời. Từ 23 cho đến 25 tuổi, những năm này không những thành công lớn về tài lộc mà còn có thể thành công về vấn đề công danh nữa. Bạn sẽ được mời đi du lịch hoặc đi chơi xa bất ngờ vào năm 25 tuổi, những năm tốt đẹp của đời bạn. Từ 26 cho đến 30 tuổi, năm 26 tuổi kỵ mùa hè, kỵ lửa, năm 27 tuổi coi chừng bị vấp té hay là lừa gạt, năm 28 tuổi có hoạch tài bất ngờ vào mùa xuân. Năm 29 tuổi, nếu đã có gia đình thì vào năm 22 tuổi, đứa con bạn sinh trong năm này sẽ là một quý tử và sau này sẽ nhờ nó rất nhiều. Năm 30 tuổi, coi chừng bị đau bệnh bất ngờ vào mùa đông. Từ 31 cho đến 35 tuổi, 2 năm 31 và 33 tuổi, bạn sẽ bị đau bệnh rất nặng và gặp nhiều chuyện rắc rối, hao tài tốn của vô cùng. Vì đó là những năm vận hạn lớn của tuổi bạn. Năm 32 tuổi cũng chỉ ở trong mức độ bình thường. Năm 34 tuổi hơi sáng sủa một chút nhưng cũng không được may mắn gì cho lắm.
năm 35 tuổi sẽ gặp một sự dao động về vấn đề tình cảm khá mạnh, hãy coi chừng hạnh phúc bị đổ vỡ bất ngờ. Từ 36 cho đến 40 tuổi, đây là những năm đẹp nhất của cuộc đời bạn trong suốt mấy năm này. Làm bạn bất ngờ bất cứ việc gì cũng đều gặp được sự thắng lợi tuyệt đối. Tình cảm hạnh phúc đều hết sức dồi dào, tài lộc vào như nước, không có chuyện buồn xảy ra với bạn trong mấy năm này. Từ 41 cho đến 46 tuổi, những năm tất cả mọi việc đều ở mức độ trung bình, không có gì đáng nói. Chỉ có vấn đề tình cảm vào năm 41 tuổi hơi bị dao động một chút, nhưng rồi tất cả sẽ trở lại êm đẹp, tài lộc ở mức độ trung bình. Từ 47 cho đến 50 tuổi, năm 47 tuổi có triển vọng làm ăn khá, nhiều năm tốt đẹp nên phát triển sự nghiệp thì tốt, toàn năm đều hay đẹp, chỉ nên cẩn thận vào tháng 10. Năm 49 tuổi đại kỵ tháng 6, tháng 7 hao tài, những tháng khác trung bình. Năm 50 tuổi, năm này trọn vẹn toàn năm, việc làm ăn khá tốt đẹp và vô cớ phát triển mạnh mẽ về nghề nghiệp. 51 cho đến 55 tuổi, năm 51 tuổi, năm không được tốt lắm, 52 tuổi có kỵ vào tháng 3 hao tài, mùa đông thì bổn mạng kém. Năm 53 tuổi, toàn năm đều xấu, đề phòng bệnh hoạn và có nhiều việc buồn lo. Năm 54 và 55 tuổi thì 2 năm trung bình, công việc bình thường không có gì quan trọng xảy ra. Từ 56 cho đến 60 tuổi, những năm này bổn mạng yếu kém, tài lộc có phần thất bại, cẩn thận cho bổn mạng. Người tuổi canh thân, nữ mệnh, sinh vào tháng riêng. Tiết đầu xuân có tài của kẻ đại tướng, song không có đất dụng võ, sinh không gặp thời. Tuy có chí khí nhưng khó thành công, ít người giúp đỡ, người thân quen thì có cậy nhờ. Tay trắng thành ra, mọi việc khó khăn. Xem tử vi của tuổi canh thân sinh vào tháng 2, tiết kinh chập rồng bay lên trời, gặp được đại nhân, con đường tài lộc hanh thông, có cơ hội xuất đầu lộ diện, khả năng sẽ thành công, hoàn thành sự nghiệp lớn, địa vị quyền uy khiến cho người ta ngưỡng mộ, có thể đội trời uy chấn thiên hạ. Người tuổi canh thân sinh vào tháng 3, tiết thanh minh thì thanh tú, thông minh, mẫn cảm, có tài năng, công danh lợi lộc vinh hoa tôn quý. Có chí lớn, lập đại công, anh hùng hào kiệt, được mọi người tin tưởng, ý chí sắc bén, bất khuất, quan cường, luôn dẫn đầu bảng vàng độc chiếm, tôn quý hơn người. Người tuổi canh thân sinh vào tháng 4, tiết lập hạ, thế như chỉ tre, một bước tiến xa ngàn dặm, là kỳ tài vá trời lấp biển, bình định thiên hạ, đánh đông dẹp tây, uy phong lẫm liệt, ná yêu chóc quái, trừ gian dẹp loạn. Danh lợi vẹn toàn, gia thế hùng mạnh, tinh lực tràn trề, hưởng lộc trời ban, danh vọng vời vợi, đủ cả chứ mưu quyền lực. Người tuổi canh thân sinh vào tháng 5, tiết mang chủng giao long xuống biển, đang vào thời hoạt động có đất dụng võ, vẻ đẹp trời ban, quyền thế thống lĩnh mọi người, tính tình cương trực nóng nảy, trừ bỏ mọi hoàn cảnh khó khăn, danh thơm nước tiếng. Tuổi canh thân sinh vào tháng 6, tiết tiểu thử, thời tiết nóng nực, nguồn nước không đủ, lý tưởng không thành, bận tạch suy nhược, khó khăn vất vả, vạn sự không thuận, tiến thoái lưỡng nan, khó được giàu sang, tuy có tài nhưng sinh không gặp thời, tinh thần dao động. Tuổi canh thân sinh vào tháng 7, tiết lập thu, mưa thu rầm rề, sinh lực dồi dào, đến đâu cũng thuận, hóa rồng bay lên, mọi chuyện thành công, phú lộc lâu dài, danh vọng kim toàn, trí tuệ hơn người, có tài sáng tạo, đảm được tài trí, thông minh, nghệ thuật, tiến thoái như ý, công lợi hiển đạt. Tuổi canh thân sinh vào tháng 8, tiết bạch lộ, hùng tài nhân kiệt, phong lưu nho nhã, vân du tứ hải, thích kết giao bạn bè, chí khí đội trời đạp đất, công danh in lầu phượng, danh vọng lưu gác tía, đệ nhất liên mấy khoa thi, nhất cử thành danh, mọi chuyện thuận lợi, hưởng hạnh phúc tự nhiên, có khả năng cầm quyền lãnh đạo. Tuổi canh thân sinh vào tháng 9, tiết hàn lộ, tính tình ôn thuận, bình an vui vẻ, mưu sự như ý, hiền lành đôn đậu, song không chịu để ai ức hiếp, thỉnh thoảng cũng nổi nóng cố chấp cương cường, phú quý vinh hoa trừ bạo an dân. Tuổi canh thân sinh vào tháng 10, tiết lập đông thì thuần nhu nhược, có chí lớn tài năng, song không đủ sức, không muốn phát triển tiền đồ, gặp sự chuyển khó, mưu không thành, an hưởng một đời bình yên phẳng lặng. Người tuổi canh thân sinh vào tháng 11, tiết đại tuyết, rồng khó bay lên, bốn phương tuyệt đường, trời lạnh tuyết dày, ao hồ sông biển đều phủ kín băng, có sức khó hành sự. Tuy có chí khí nhưng không thành công, gặp chuyện thì do dự, thiếu quyết đoán, khó tránh được vất vả.
Người tuổi Canh Thân sinh vào tháng 12, tiết tiểu hạn sinh không gặp thời, danh vọng chí cao, trung tâm trừ gian, song không có đất dụng võ, mây mù đầy trời, băng phủ nơi nơi, vất vả lao đao. Những gia chủ theo từng tháng sinh sẽ có vận mệnh khác nhau. Những người sinh vào tháng đẹp thì vận mệnh cuộc đời vui vẻ, suôn sẻ, dễ được quý nhân phù trợ. Và ngược lại, những gia chủ tuổi Canh Thân mà sinh vào tháng không tốt, cuộc sống sẽ gặp nhiều vận hạn kém may mắn. Chính vì thế mà những gia chủ tuổi Canh Thân cần phải luôn tỉnh táo cảnh giác để vạn sự như ý, thành công phú quý đầy nhà. Bản mệnh nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, bát bảo tâm kinh. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Rất cảm ơn quý anh chị trong thời gian vừa qua đã tin tưởng đồng hành cùng với Phong Thủy Lộc Đài. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi của 12 con giáp, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị luôn thành công, thuận lợi trong cuộc sống.